triển khai anh. Ấn lì. Từ em luôn cái nút bên trên. Sáng luôn. Đẹp luôn, nóng lạnh ngay. Đóng cửa rồi, cho nó tối gì này. Đóng cửa rồi, cho tối gì thế. Chuyển màu nhé, nhưng mà điện thoại mình đang cầm. Chuyển màu bằng app. Ngả đi lưng cho sướng à. Thế giờ không tiếng kêu. Anh thấy thoải mái khi ngồi ghế điện không? Quá là êm luôn. Ngồi ghế điện nó khác cái cơ nhỉ. Chị đóng cửa, cửa lái chị đóng. Đang bật AC. Okay.